Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh HNT Channel. Và hôm nay thì anh em mình lại đến với cái series khá là quen thuộc nha mọi người, Hành Trình Cùi Bóp. À, hiện tại thì mình đã lên tới level 58 rồi. Wow, bây giờ anh em chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đua Heroic nha mọi người. Đây, không biết mọi người hiện tại đã leo lên được level mấy rồi ha. HNT thì rồi, bế nhẹ được một em. Mình hiện tại mình đang level mấy ta? Ui, 12 viên gem. Ui, chà chà. Rồi, à, đây này chúng tôi chỉ tốn 3 viên thôi các bạn. Ui, anh em mình lên tới level 6 và nó 5 rồi ha. Và anh em nào mà muốn biết những cái nhiệm vụ của Dragon City hay là biết trước những cái lá thì các bạn đừng quên ghé vào trang web của mình là trang hntchannel.com nha mọi người. Đây là trang web chính thức của mình, nơi mà mình sẽ cập nhật những cái sự kiện mới nhất của Dragon City mỗi ngày cho các bạn luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ đến với cuộc đua Heroic đi nha. Còn có 3 ngày mấy nữa là hết rồi. Chỗ này thì các bạn kéo nhẹ xuống phía dưới. Đây, từ lớp 1 tới lớp 29. Ở đây mình đang nằm ở lớp 6. À, lớp 6 nó 5. Bây giờ mình lên tới lớp 7 thì mình sẽ đến những cái nhiệm vụ gì ha. Lớp 7, node 1, node 2, node 3. Đây rồi, node 3 là chúng ta cần cành cây nha. Cành cây đây tới 8 cái lần các bạn. Đây anh em mình phải dồn lực hơi mạnh nè. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với... Ui, chắc cái này là lớp 7 này còn có vẻ chua nha. Rồi, bắt đầu thôi nào. Bây giờ anh em mình bắt đầu đi làm nhiệm vụ nha. Chúng ta sẽ thả những cái bông với cành cây này ra. Đây, do là đã biết trước nhiệm vụ á cho nên hắn ta đã chuẩn bị sẵn nè mọi người. Bây giờ mình chỉ cần thả mấy cái bé này ra thôi nè. 1, 2, 3 bé là 3 cành cây rồi. Ngon lành luôn. Tiếp theo thì anh em mình có thể cho mấy con rồng này nó tiếp tục đi nha. Đây, cái này nó có 5 tiếng thôi nè, nó rất là nhanh. Đó, còn một cái nữa là các bạn có thể sử dụng hai cái con hệ đất cho nó yêu nhau. Mà hai con hệ đất thì các bạn sẽ ngồi giống như cho nó yêu liên tục đó các bạn. Tầm khoảng mấy chục lần đó là sẽ ok. Đó, còn HNT làm biến thì HNT sẽ chơi thêm cái chế độ là cho mấy cái con này nó yêu nhau nè. Rồi, ở đây chúng ta thả cái bé này ra thì chúng ta vẫn được đó là một cành bông. Ngon lành. Rồi, sau đó mình bán bớt đi. Tiếp theo thì chỗ này mình đang có đó là... Wow, anh em mình bị kẹt chỗ này ha. Chắc có lẽ là mình phải chờ một ít thời gian rồi. Còn bây giờ thì anh em trong team mình đó là... Wow, đây rồi các bạn ơi. Hai thành viên đang đứng đầu và đứng hai, bạn Leica. Đó, HNT Channel thì mình có hai nick đang đứng vị trí top 2 và hạng 4 các bạn. Bạn Khoa này nhảy lên hạng rồi, quá tuyệt vời. Và đây là những thành viên trong team của mình ha. Rồi, ui, vượt mốc rồi các bạn ơi. Chúng ta chỉ cần đó là tầm khoảng 150 thôi mà giờ lên tới 200, 206 luôn rồi, dư điểm ha. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cái khu vực nữa, đó chính là cái khu vực list đi. Anh em mình sẽ đến đây quậy nhẹ cho vui. Ở đây thì HNT sẽ có một cái con rồng rất là đặc biệt và thú vị, HNT sẽ review cho các bạn xem nha. Đây, một cái con rồng mà mình rất là cưng nữa luôn các bạn. Đó, mất tiêu rồi. Đây, cá mập ha, City Sat nha mọi người. Con này các bạn thấy vậy chứ nhìn rất là hấp dẫn luôn ấy. Rồi, mình sẽ cho con này lên level chắc cũng tầm khoảng 30 đi nha. Wow, sức mạnh của cá mập thành phố. Ui trời, nhìn đôi mắt nảy lửa luôn. Wow, rồi bây giờ thì nay chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Let's go. Đây, sở hữu sức mạnh của dòng Legend. Để xem cái bé cá mập này thể hiện kỹ năng như thế nào nha. Wow, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì cũng đừng quên để lại cho HNT một subscribe nha mọi người. Đây, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên ha. Để HNT ra video hay là livestream thì mọi người sẽ đều nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui ha. Wow, rồi còn bây giờ thì sức mạnh đến từ nhân vật anh đại của chúng ta. Đây, một nhân vật huyền thoại luôn, Victory. Đó, tiếp theo thì chiến đấu với một thành viên khác. Anh bạn thì level cũng khá là thấp ha, tầm khoảng 58 thôi. Wow, để lần này mình sẽ cho đây Heroic. Ủa lộn, con này tên gì ta quên. À, Macaron Gons các bạn ơi. Đó, bé này thì HNT cũng rất là kích kết nó luôn ấy. Con này phải nói là một trong những con mà đã từng gánh tem mình rất là ghê gớm luôn các bạn. Đó, từ khi mà có thêm cái thành viên level 51 nữa thì anh em chúng ta đã vươn lên một cái tầm cao mới ha. Wow,
Rồi, nhưng mà cánh tay của mình cũng phải xuất hiện để có thể đỡ đần thôi. Đó, hai hẹp nha. Được thêm 40 game nữa bỏ túi. Rồi, chỗ này thì để mình nghiên cứu coi nè. Anh em mình sẽ thay thành viên khác coi. Bỏ con ma cà rồng coi này vô. Lần này mình sẽ mang cái con à. Đây, vẫn là ma cà rồng nhưng mà con này nó hơi xưa cũ một tí ha. Wow, đây cho mấy yêu ra nè, mới vô. Ui chà, sát thương mình được x2 luôn. Rồi, và bây giờ thì lụm nhẹ tem bạn cái nè. Quá tuyệt vời. Wow, khoan, đứng hình lại từng đây, chừng khoảng 2 giây thôi. Đó, sức mạnh đến từ chi sát liền. Wow. Rồi, ngon lành ha mọi người. Rồi, ở đây mình còn được tầm khoảng 2 hiệp nữa ha. Chiến đấu trong đây anh em chúng ta sẽ kiếm được game ấy, cho nên các bạn cũng phải cố gắng nha. Wow. Đây là cái con kinh công nè, một trong những nhân vật huyền thoại luôn các bạn. Cố lên rồi, trời ơi, cái gì ghê vậy, cái con kinh công này nó cân hai thành viên team mình luôn. Ôi, mình không nghĩ team bạn lại bá đạo đến vậy đấy. Wow. Rồi còn một hiệp nữa, lần này thì mình sẽ gẹo thành viên level 59 đi. Mình mới có 58 thôi, bạn này trên mình được một cấp nè. Wow, sát thương x2. Ui cha cha, và cuối cùng đến với nhân vật Bodos rồi. Chú này đang thể hiện kỹ năng thêm một lượt đánh nữa luôn. Rồi, như các bạn đang trông thấy thì cái con này rất là đặc biệt nha mọi người. Chưa kịp chém gió gì hết trơn là phai màu rồi. Rồi, sau đây thì đang đến với cái sự kiện. Wow, anh em mình sẽ đến với cái sự kiện khá là hot ở đây. Đây thì TV chúng ta sẽ nhận được game hoặc là thức ăn hoặc là orbit đây mọi người. Wow, hai cái TV thì bắt đầu nó ngon hơn ha. Một cái TV thì hòa tưởng hơi bèo. Ok, 8.000. Rồi, còn chỗ này thì mình cũng đang cố gắng cày cuốc lắm đây. Wow, này là cái bông ha. Bông này nên chúng ta sẽ kiếm một cái sự kiện. Ui, cha cha, bên đây em coi. Rồi, ở đây thì sẵn mình này, di chuyển mình đưa mấy cái bé này đi luôn. Wow, 59 ha. Đầu này hơi bẹo tí. Ui, no. Ơi, quên mất cái con này mình đưa nó về tới nhà luôn rồi. Victory ha. Rồi, ở đây thì nhưng mình nhớ không lầm là mình đang đưa cái con này đi thì phải. Đây, đúng rồi các bạn ơi. Up thanh phần thưởng đó nè. Ui, cha được đúng một cái luôn mới ghê. Và cái chiếc chìa khóa, phải có chiếc chìa khóa thì nên mình mới giải cứu được cái con tiếp theo được ấy. Rồi, cái này vẫn là thức ăn ha. Ui, hên mình mở ra được. Để coi. Hên thì có thể lên tới là tầm 2 triệu mấy thức ăn luôn á các bạn. Còn không thì anh em chúng ta vẫn vậy thôi. Ui, hết điểm rồi. Sau một hồi gọi là cố gắng quậy te tu tơi tả ha.
Ở đây thì chúng ta đang bị kẹt rồi mọi người ơi. Và thành viên đang giữ vị trí top 1. Bạn này đang nằm ở lớp 9 luôn rồi. Mình mới lớp 6 thôi. Và tiếp theo mình sẽ lên tới rồng ở lớp 7. Lớp 7 anh em mình đang bị thua ở tầm khoảng 2 lớp luôn ấy. Khá là chua. Wow, rồi bây giờ anh em mình có một cái khu vực nữa để đi, đó chính là arena. Để mình vào đây coi mình làm mưa làm gió nổi hay không. Mấy thành viên trong đây thì đang khá là mạnh ấy, cho nên là mình cũng ngại vô đây chiến nè các bạn. Đó, giờ mấy bạn trong đây mạnh lắm luôn ấy. Không phải dạng vừa đâu. Wow, hai con này cùng hệ chim với nhau, khác biệt có chút xíu thôi là nên chúng ta đây thuộc hệ cấp E, còn tên bạn là dòng Legend. Titan ma cà rồng luôn. Ui hút máu anh em ơi. Cái gì chứ, ca này là phải hốt về thôi. Rồi đến với trùm cuối của tem bạn ha. Con này thì thuộc dòng Heroic. Ui anh em mình sát thương được X2 luôn nè. Đó, chơi mà sát thương được X2 là tới công chuyện liền. Wow. Rồi tới cái hiệp thứ hai thì ca này các bạn cũng khá là chua ha. Đây, lần này xem bạn vẫn có Heroic nha mọi người. Đó, gọi là anh em mình không đùa với mình những thành viên này được. Sử dụng chiêu đặc biệt cái nè. À, gõ ba con cùng một lúc. Rồi sau đây thì anh em mình sẽ đến với sự sát thương được X2. Sau cái sự gọi là tính toán đủ các kiểu đi thì bây giờ anh em mình sẽ trở lại. Rồi trở lại và lại hại hơn xưa cái nè. Vẫn chưa bế được. Rồi tiếp theo thì nhờ đến bé nhím đi ha. Wow, và sau đây thì chúng ta sẽ phải gặp một cái đội hình khá là. Con này thì nó hơi gắt rồi, nó tới 50 mấy ngàn máu luôn các bạn ơi. Vạn Lý Trường Thành. Ca này không biết là mình win nổi hay không luôn ấy. Trời ơi 29 ngàn. Rồi trùm cuối. Ôi gặp ngay phải trùm cuối rồi. 65. Ôi hết cách. Hết cách các bạn ơi. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Không thể chiến đấu lại luôn. Wow. Và các bạn ơi, anh em chú ý ha, những cái sự kiện của Dragon City thì chúng ta sẽ đều cập nhật trên cái trang web của mình là trang hntchannel.com. Đây. Và cái sự kiện này là sự kiện Magia Iceland nha mọi người. Ở đây thì HNT có để sẵn cái bản đồ cho anh em đi rồi. Ở đây là HNT để sẵn những cái con này các bạn sẽ tốn bao nhiêu điểm coi đấy và những cái phần thưởng mà các bạn sẽ nhận được á. Đó, anh em cứ việc vào xem tham khảo ha. Và những cái sự kiện của Dragon City thì anh ta sẽ đều cập nhật ở trên cái trang của mình luôn. Ở đây thì mình có một cái nhóm Zalo nè. Đây, nhóm Zalo của HNT ha. Anh em nào có chơi có thể có xài Zalo có thể vào nhóm mình ha. Ở đây là nhóm Facebook nè. Đây là cái nhóm Facebook mình cũng khá là đông thành viên, cũng trên 1.000 người rồi. Ở đây thì là cái fanpage của mình. Đó, anh em cứ việc vào. Hey, nhớ thả tim fanpage nha. Follow chứ lộn, mình nhớ không là follow fanpage. Rồi, fanpage của mình được cũng 900 mấy người like rồi nè. Anh em nào mà chưa like thì nhớ like nhẹ cái để đón xem những cái tập mới mà HNT sẽ ra ở trên cái fanpage này nha. Wow, và các bạn ơi, ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nè. Anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.